Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Lời Tự Sự trên sóng VTV Đài Truyền Việt Nam. Ngày hôm nay thì Mạnh Khang rất là vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với khán giả. Và khách mời của chương trình ngày hôm nay là một người nghệ sĩ với tình yêu quê hương đất nước. Vì anh có rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc, rất là nhiều những ca khúc nói về đất nước, nói về những người mẹ. Và đó là ai? Thì hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Và ngay lúc này xin được chào đón nghệ sĩ, ca sĩ Lê Mạnh Cường đến với chương trình Lời Tự Sự. Chào mừng anh. Xin được chào MC Mạnh Khang. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lời Tự Sự. Trước hết thì Mạnh Khang cũng có những câu hỏi rất là nhanh dành đến với anh Cường. Không biết anh đã sẵn sàng chưa ạ? Mình đã sẵn sàng. Đầu tiên thì nơi đơn vị anh Cường đang công tác đó là đâu ạ? Hiện tại thì mình đang là giảng viên thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Những giải thưởng cũng như là những cái chương trình âm nhạc mà mình đã từng tham gia, phải kể đến như những cái chương trình như thế mình đã tham gia là chương trình Ngôi Sao Tiếng Hát Đại Dương, chương trình Người Hát Tình Ca, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, và gần đây nhất là chương trình Liên Hoan Âm Nhạc Toàn Quốc. Và những cái giải thưởng mà mình đã đạt được trong những cái cuộc thi đấy là gì ạ? Năm 2019 thì mình có tham gia chương trình Ngôi Sao Tiếng Hát Đại Dương và mình đã giành ngôi vị cao nhất, đó là ngôi vị quán quân. Sang năm 2022 thì mình cũng được ngôi vị quán quân của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Và năm gần đây nhất là năm 2023 thì mình cũng giành giải nhất của cuộc thi Liên Hoan Âm Nhạc Toàn Quốc. Thường những cái thể loại âm nhạc cũng như là cái phong cách âm nhạc mà anh Cường theo đuổi, đó là hiện tại thì mình đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Dòng nhạc thính phòng là căn bản, và ngoài ra thì mình có thể hát được những dòng nhạc dân gian và trữ tình. Nhạc dân gian và trữ tình. Và khi mà nhắc về những cái sản phẩm âm nhạc, về những cái ca khúc mà nó ghi dấu được cái phong cách cũng như là màu sắc của Lê Mạnh Cường thì đó là những ca khúc. Ví dụ như là mình có làm ra MV là bài Quê Mẹ đấy năm 2018, và bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa đấy, và gần đây nhất là bài Câu Chuyện Người Lính Đảo, là một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Võ Thiên Lan. Và ca khúc này thì mình cũng đã giành giải nhất của cuộc thi Liên Hoan Âm Nhạc Toàn Quốc, đó đánh dấu cái kỷ niệm của mình nên mà mình cũng làm MV này luôn. Nghĩa là những ca khúc về quê hương đất nước và cũng như là về mẹ đấy là đôi khi là sở trường của mình, và cũng như là một cái dấu ấn, một cái nét rất là riêng của mình. Nhưng tuy nhiên thì anh lại theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Thì về những cái ca khúc mà thính phòng thì thường mọi người biết thì nó cũng sẽ là những ca khúc mà đến từ nước ngoài này, rồi là những cái ca khúc mà nó được viết những cái tác phẩm rất là nổi tiếng trên thế giới. Vậy thì khi mà mình đến với, gọi là một lúc mà mình hát ở nhiều thể loại nhạc khác nhau như thế, thì mình làm thế nào để mình có thể có một cái sự gọi là linh hoạt như vậy? Thật ra thì cái dòng nhạc thính phòng người ta thường quan điểm là sẽ rất là bác học, dòng nhạc rất là bác học, rất là kén người nghe. Nhiều kỹ thuật, dùng rất là nhiều kỹ thuật, âm thanh lúc nào cũng phải dựng rất nhiều. Nhưng mà theo cái thời hơi thở hiện đại ngày nay thì dòng nhạc thính phòng cũng được làm tươi mới hơn. Và mình có nghiên cứu và có áp dụng những cái kỹ thuật hát bán cổ điển, thì mình sẽ áp dụng vào những cái bài hát của mình để làm cho những cái ca khúc thính phòng sẽ nhẹ bớt, sẽ tươi mới hơn và sẽ đến gần với khán giả nhiều hơn. Mạnh Khang thì rất là tò mò, không biết là cái cơ duyên mà để anh đến với âm nhạc cũng như là đến bắt đầu với ca hát nó từ khi nào và vì sao? Cơ duyên của mình thì thật ra là mình cũng được cái may mắn là gia đình mình thì đều theo nghệ thuật. Có bố mình thì là một giáo viên dạy nhạc, cho nên là bố mình đã hướng cho mình từ lúc còn rất là nhỏ. Mình đã thích ca hát từ rất nhỏ, và đồng thời là bố cho nghe nhạc rất là nhiều, cho nên là đã ảnh hưởng từ bố. Bố cho học nhạc nữa từ nhỏ,
Và sau khi đó thì mình đang học cấp 3, học hết lớp 10 thì ở bên trường của mình là học ở trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Thì cái trường đó thì có tuyển hệ trung cấp. Thì bố mới nói là con ơi, hay là con thử thi vào trường đấy. Mà thật ra là mình lúc mà đang đi học ấy thì mình không có định hướng là mình sẽ theo âm nhạc, việc gì thích thế thôi. Chứ còn là mình muốn theo sư phạm, mình muốn nghề sư phạm, là dạy những cái môn văn hóa ngày kia. Lúc đó mình cũng chưa định hướng là mình sẽ theo âm nhạc. Thì bố là người định hướng cho mình rất nhiều. Bố bảo con ơi, hay là con thi vào cái trường này có hệ trung cấp. Mình cũng rất hồn nhiên, mình thi, bố tập hát cho mình. Và mình cũng rất hồn nhiên mình đi thi. Thì đợt đó ra ngoài tuyển sinh thì các thầy cô cũng rất là yêu quý. Và thấy giọng hát cũng được. Lúc đó là cũng đang còn non, trẻ lắm. Nên là cũng chưa biết gì, cứ vô tư đi thi thế thôi. Thế xong rồi là đến một ngày thì có giấy báo trúng tuyển nhập học. Thì mình theo học hệ trung cấp thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Xong rồi từ trung cấp thì mình sẽ lên thi cao đẳng. Và từ cao đẳng mình sẽ vào đại học. Và từ đó thì mình theo con đường chuyên nghiệp. Và bố có lẽ là người thầy đầu tiên, cũng là người mà ảnh hưởng rất là nhiều đến âm nhạc của ca sĩ Lê Mạnh Cường như bây giờ, đúng không ạ? Là người mà dạy cho mình những cái nốt nhạc đầu tiên và định hướng cho mình với âm nhạc. Vậy thì nếu như mà mình không theo âm nhạc thì có lẽ bây giờ là sẽ là một giảng viên. Một giảng viên. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ mình lại vẫn là một giảng viên và cũng là một người nghệ sĩ luôn. Cũng là một cái định hướng mà từ bố, phải không ạ? Đúng rồi. Bố mình cũng rất muốn cho mình theo âm nhạc từ lúc còn nhỏ đấy. Thì mình cũng đã chia sẻ. Thì bố cũng định hướng cho mình. Lúc mà vào trường ấy thì được tiếp xúc với âm nhạc thì mình thấy là ồ, chắc là mình phải theo nghề này. Mình rất là thích hát, thích cô giáo cũng đã ở trường thì có cô. Mình cũng rất là may mắn khi là gặp được cô giáo. Cô giáo cũng rất là quý mình, cô Hoàng Hiền. Thì cô cũng đã định hướng tiếp nối những cái mà bố mình đã định hướng. Thì sau đó là cô cũng đã định hướng cho mình theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Và cô cũng định hướng luôn là em nên theo dòng nhạc thính phòng, vì dòng nhạc này rất là hợp với mình. Đó. Và từ khi nào mà mình lại khám phá ra với những cái dòng nhạc khác, như là dòng nhạc trữ tình hay là dòng nhạc nhạc nhẹ như vậy? Khi mà học ở trường thì ngoài những cái dòng nhạc mình đang theo đuổi đó là dòng nhạc thính phòng, thì lúc mà đi biểu diễn thì cô cũng có cho đi biểu diễn. Thì cô bảo hay là em thử hát một bài dân gian đi, thử thay đổi mình xem như thế nào. Thì mình cũng mạnh dạn mình thay đổi và cũng được nhận được rất là nhiều những cái ý kiến tốt, phản hồi tốt từ phía những người bạn đồng nghiệp cũng như là khán giả. Có vẻ như là anh Cường bị ảnh hưởng rất nhiều từ những người xung quanh, đúng không ạ? Cứ ai bảo làm gì là mình sẽ đi thử. Đấy, nhưng mà mình thì mình cái tính mình thì rất là muốn thử thách chính mình, tức bản thân mình, thử thách những cái mới xem. Và trong khi đó thì mình cũng có tham gia rất là nhiều những cái game show. Thì mình qua những cái game show đó thì mình cũng đã trải nghiệm được rất là nhiều những cái dòng nhạc. Đấy, thì là mình cũng muốn thử thách để xem là mình có phù hợp hay không. Từ khi mà nghe theo những định hướng của bố, theo học âm nhạc và đi thi rất là nhiều cuộc thi nào cũng giành được giải thưởng. Thế thì có giai đoạn nào giai đoạn khó khăn hay là thất bại đối với anh Lê Mạnh Cường không ạ? Cũng có một thời gian rất là khó khăn đấy. Lúc mà mình quyết định vào trong thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, đó là năm 2019, lúc đó là mình cảm thấy là rất là chơi vơi. Lúc mà có một mình rất là muốn thử thách những cái vùng đất mới, cho nên là mình quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Đấy, thì lúc đó mình không quen ai hết, không quen biết ai. Thì lại có một cái cơ duyên như này nữa là ở đoàn văn công quân khu 7. Đấy, thì nó cũng đợt đó là cũng tuyển diễn viên, thì mình có tham gia tuyển diễn viên. Thì đợt đó mình cũng trúng tuyển và mình có thời gian hoạt động trong đoàn văn công quân khu 7. Đấy là cái môi trường quân đội cũng đã rèn luyện cho mình rất nhiều. Nhưng trước khi mà gọi là để quyết định đến với thành phố Hồ Chí Minh thì cái cuộc sống rồi cũng như là cái công việc của anh Cường thì ở đâu và nó có tốt không ạ? Trước đó thì mình có hoạt động âm nhạc ở Thanh Hóa, nơi mà mình sinh sống một thời gian. Sau mình cũng có thời gian ra ngoài Hà Nội, cũng có thời gian cộng tác với bên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đấy, xong rồi mình quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.
Cái lý do mà lớn nhất để khiến cho mình nam tiến đó là gì ạ? Thật ra cái ngày đó thì mình cũng rất là cũng hồn nhiên lắm, thích là đi thôi thử xem. Các bạn của mình cũng vào trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp cũng rất là thành công, thì lúc đó mình cũng rất là muốn thử xem là mình có thay đổi được mình không. Thì đấy, thì mình quyết định là vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên gót mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trắng và ôm xuống ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên là mẹ soi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên là rừng lạnh sương đêm trắng xuân. Bài ca tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm xuống giữa biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Làm việc ở trong cái môi trường thành phố Hồ Chí Minh thì nó một cái trường môi trường rất là sôi động này, đa dạng này, các cái nghệ sĩ thì phải rất là cố gắng để làm sao mà tìm được một chỗ đứng, tìm ra được một cái lối đi riêng ở trong đó. Thì anh Cường có mất thời gian nhiều để mà làm như thế, để có thể tìm được những cái lối đi riêng, tìm được những cái công việc riêng của mình như thế không ạ? Đúng là cái môi trường trong thành phố Hồ Chí Minh rất là sôi động và cần phải năng động rất là nhiều. Đấy, thì mình thì cũng là may mắn đấy, thì là vào đoàn làm thì tại vì mình theo cái dòng nhạc thính phòng, dòng nhạc cách mạng đấy, thì mình lại rất là phù hợp với đoàn, phù hợp với những cái chương trình chính trị. Về trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có rất nhiều những cái chương trình chính trị, thì lúc đó thì mình cũng được tham gia rất là nhiều chương trình, cũng được mời tham gia, vì mọi người cũng có biết đến mình qua những cái chương trình hát nhạc
thính phòng, cho nên là mọi người cũng có lời mời tham gia chương trình, thì mình cũng rất là hứng khởi khi tham gia. Chứ còn nếu mà theo cái dòng nhạc mà thị trường ấy thì có thể là chắc là mình cũng chưa có thể là đáp ứng được đấy, là vì mình theo cái dòng nhạc thính phòng đấy, nên là mình cũng sẽ cảm thấy là may mắn hơn. Có vẻ như là cái dòng nhạc mà mình theo đuổi, mình lựa chọn nó cũng khá là an toàn hơn so với những dòng nhạc kia, nó không có quá nhiều sự cạnh tranh, mà nó và cái đối tượng khán giả thì cũng không có khắt khe cầu kỳ giống như với những người nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc giải trí. Tuy nhiên thì với một người nghệ sĩ thì lúc nào mình luôn luôn có một cái tư duy, mình luôn luôn có một cái mong muốn là mình cũng sẽ phải tiến lên phía trước và mình phải khẳng định bản thân mình ấy. Thì cái tư duy đấy, cái suy nghĩ đấy nó có làm cho Lê Mạnh Cường cảm thấy áp lực không ạ? Thật ra cũng có áp lực rất là nhiều. Luôn luôn mình luôn luôn phải trau dồi những cái mới, những cái mới. Dòng nhạc thính phòng bây giờ cũng là rất là mới, cũng cần những cái sự mới mẻ. Không phải hát nó ầm ầm lên thì mới là hay đấy. Thì mình cũng có rất là nhiều nghệ sĩ hiện nay cũng rất là nghiên cứu, người ta cũng nghiên cứu về cái dòng nhạc thính phòng làm sao cho nhẹ nhàng bớt lại, thì mình cũng như vậy. Thì đó là cũng là những cái áp lực của mình, để là mình làm sao để cho những cái bài hát của mình nó hợp với thời thượng hiện nay, thời đại hiện nay, và nó phải thổi một cái hơi thở mới vào những cái bài hát của mình cho nó không bị cũ quá, cho khiến cho người nghe người ta dễ nghe hơn. Và có thêm được nhiều những khán giả đến với âm nhạc, vì thính phòng là một dòng nhạc mà đôi khi ở trong thị trường ấy nó có khán giả nhưng mà rất là kén, và những cái tần suất để biểu diễn, tần suất để mà xuất hiện nó không nhiều như những nghệ sĩ khác. Và chính vì thế thì những người nghệ sĩ thính phòng lại phải rất là cố gắng và rất là nỗ lực để mà khẳng định mình, và cũng như là có được cái những cái gọi là đôi khi là những cái sân chơi, đôi khi là những cái cơ hội để mà mình tham gia biểu diễn. Thì anh Cường có dễ dàng để tìm ra được những cái cơ hội đấy không? Những cái cơ hội thì thật ra thì cũng không dễ dàng. Vào những cái show diễn ấy thì đấy, thì mình cũng phải qua rất là nhiều những cái thử thách, ví dụ như là của đạo diễn yêu cầu này, đề ra này, ví dụ có những cái mình không đáp ứng được, mình không kịp đáp ứng, thì là đạo diễn thì không có thể là không vui với mình, ví dụ thế. Thì đấy, thì những cái đó nó cũng là cái khó khăn đấy. Đấy, những cái mà rất là gấp thì mình lại cần phải là thích nghi ngay, và mình phải sửa đổi nhiều hơn. Có những cái mình cần phải như vậy. Đấy. Thì cũng là đó là cũng cái khó khăn. Có thể chia sẻ một cái câu chuyện cụ thể nào đấy mà nó khiến cho mình thay đổi rất là nhiều khi mà đến với môi trường Thành phố Hồ Chí Minh không? Lúc mà đi diễn thì lúc này mới đi diễn ạ, hay là lúc nó mới đi vào đây đấy, thì mối quan hệ thì mình cũng chưa có quan hệ, thì mà có những người bạn ấy, mà có những người bạn người ta giới thiệu, lúc đó là hát chỉ đi hát phòng trà thôi, thì đấy, thì có những người bạn giới thiệu, hay là bây giờ mình đang cảm giác như mình khó khăn quá, mình chưa có mối quan hệ, thì mày thử đi đến chỗ này chỗ kia hát thử xem như nào. Thì đấy, thì tại vì bản thân mình là theo cái dòng nhạc thính phòng cho nên là nó chưa có thích nghi được với trong miền Nam. Và chúng ta không thể phủ nhận được cái gọi là cái sức lan tỏa của các cái chương trình game show trong Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Nó cũng là giúp cho những người nghệ sĩ trẻ, giúp cho những người nghệ sĩ mới đến gần hơn với công chúng và có thêm cái cơ hội. Vì ngày xưa ấy, có rất là nhiều khán giả cũng như rất là nhiều người nhận định rằng là những cái cuộc thi hay là các cái chương trình game show ấy, nó không được tính là một cái cuộc thi, nó không được tính là một cái chương trình âm nhạc chuyên nghiệp. Lúc đấy khi mà mình quyết định tham gia những cái cuộc thi game show thì mình đã lường trước được những cái ý kiến đấy chưa? Những cái chương trình game show thì mình cũng sẽ lựa chọn những cái chương trình mà phù hợp với mình. Ví dụ như có những cái chương trình game show là cũng có hát nhạc cách mạng, nhạc quê hương đất nước, thì mình cũng lựa chọn những chương trình đó để mình tham gia. Đấy, thì mình vào những cái chương trình đó thì mình sẽ thay đổi mình qua từng cái buổi, từng cái show một, nó sẽ có rất là nhiều show. Đấy, thì mình sẽ thay đổi được mình.
và mình vẫn được hát những cái dòng nhạc mà mình đang theo đuổi. Mạnh Khang thì rất là tò mò, không biết là cái khoảng thời gian mà trong vòng một năm mà phải loay hoay với âm nhạc của mình là với dòng nhạc thính phòng đấy, và mình không tìm ra được cái lối đi, không tìm ra được cái cơ hội cho bản thân mình, thì lúc đấy ca sĩ, nghệ sĩ Lê Mạnh Cường có bao giờ từng nghĩ đến việc là quay về với quê hương, quay về với quê nhà của mình không? Đấy, cái đấy là mình cũng đã từng nghĩ rồi đấy. Cái ngày đó là mình cũng thấy trong mình là ôi sao mà mình vào đây cũng gần một năm rồi mà cũng chưa thấy có cái sự thay đổi gì, chưa có một cái gì. Không có một tia hy vọng nào. Chưa có một tia hy vọng gì. Cho nên là mình cũng từng có suy nghĩ là hay là mình lại về quê hương để mình cống hiến cho quê hương. Và lúc đấy thì ai là người truyền cho mình động lực để mình ở lại cũng như là mình tiếp tục đến với âm nhạc ạ? Mình thì lại có gia đình rất là ủng hộ mình theo đuổi con đường này, có bố mẹ mình, có cả em gái mình. Em gái mình thì cũng là một ca sĩ đang hoạt động ở ngoài Hà Nội này. Thì cả nhà mới khuyên là thôi, bây giờ con vào đó rồi thì con phải cố gắng lên và đừng bao giờ nản lòng, vì là đằng sau con thì có gia đình luôn luôn ủng hộ con, nên con phải cố gắng. Sau khi mà có rất là nhiều những cái giải thưởng, giải nhất của các cuộc thi ấy rồi, thì nó là một cái bàn đạp để giúp cho anh Cường đến gần hơn với khán giả, có nhiều show diễn hơn, có nhiều cơ hội hơn. Thì lý do vì sao mình lại đầu quân cho một cái đơn vị đào tạo, mình trở thành một giảng viên ạ? Cái việc này thì mình lại có những cái cơ duyên như thế này. Thì đấy, thì sau cái khoảng thời gian mà mình loay hoay đấy, đấy, mình tìm cơ hội cho mình thì cũng ổn ổn rồi. Thì mình cũng từ bé thì mình đã thích sư phạm rồi. Mình cũng có thích đi dạy, đấy. Thì mình có tìm hiểu những cái trung tâm, lúc đó là chưa có vào trường để dạy. Thì mình có tìm hiểu những cái trung tâm thanh nhạc, thì mình có xin vào để dạy thanh nhạc. Đấy, thì cũng một thời gian mình vừa song song làm ở đoàn văn công mà mình vừa đi dạy, mình vừa đi diễn. Đấy, thì sau cái khoảng thời gian đấy thì mình lại được mời về trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm dạy môn thanh nhạc. Đấy, cũng có rất là nhiều cái duyên như vậy. Và cũng phải bắt nguồn từ cái việc là mình cũng yêu thích cái nghề giáo này đúng không ạ? Nhưng mà cái nghề giáo cũng như là cái nghề nghệ sĩ này nó có điểm chung nhưng có rất là nhiều những cái thứ mâu thuẫn. Vì khi là một nghệ sĩ thì chúng ta cần có không gian, chúng ta cần có sự sáng tạo. Nhưng mà với nghề giáo thì lại yêu cầu khắt khe hơn về mặt thời gian, về mặt áp lực với các học sinh của mình. Anh Cường phải làm thế nào để mà dung hòa được cái sự mâu thuẫn đấy? Thật ra thì cái nghề thầy giáo mà lại thầy giáo dạy thanh nhạc và cái nghề ca sĩ thì nó vẫn liên quan đến nhau, nó vẫn bổ trợ cho nhau. Đấy, thì thầy giáo thì được truyền đạt những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cho sinh viên về cái kỹ năng, kỹ thuật mà đúc rút từ bản thân mình có thể truyền đạt cho những sinh viên mình khi mà các bạn ấy lên sân khấu là phải như nào và phải cách hát ra làm sao. Thì đấy, và nghề ca sĩ thì luôn luôn là mình luôn đứng trên sân khấu và mình luôn luôn phải tỏa sáng, phải cháy hết mình trên sân khấu, để hai cái đấy là bổ trợ cho nhau. Nhưng cái sự mâu thuẫn ấy, đấy là Mạnh Khang có chia sẻ là nghề nghệ sĩ thì lúc nào mình cũng phải có một cái không gian sáng tạo, nhưng mà nghề giáo thì là mình lại phải dành thật nhiều thời gian cho học sinh của mình phải định hướng cho họ, và mình lại phải đôi khi là nó có những cái kỷ luật trong âm nhạc ấy, nó khác với sự tự do của một nghệ sĩ. Thì anh Cường có khi nào bị mâu thuẫn vì hai cái điều đó không? Mình nghĩ là làm cái nghề thầy giáo ấy, thì đấy thì như bạn chia sẻ là mình phải định hướng cho học sinh đấy. Thì cái đấy thì cảm giác không khó khăn lắm đấy. Khó khăn là về mặt thời gian, mình phải trau chuốt cho từng em đấy. Có những bạn hát vẫn chưa ổn hơi thở các thứ, kỹ thuật các thứ, thì mình lại cần phải trau chuốt cho các bạn nhiều hơn. Thì mình chỉ thấy là ở cái thời gian, cái mặt thời gian thôi. Thì đấy, thì nhưng mà mình cũng rất là yêu cái nghề này, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ vẫn song song cả hai nghề. Thank you.
nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và áo tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo đời mẹ nghèo trông áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ lạ kỳ thay con đi như thế bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe trái tim này rực cháy yêu thương. Nhắc một chút về những tác phẩm đi ạ. Đấy là những cái sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Lê Minh Cường thì được khán giả nhớ và yêu thích từ những cái ca khúc về quê hương đất nước, về tình mẹ. Cái cơ duyên để đến với những sản phẩm âm nhạc cũng như là những cái ca khúc đó nó từ đâu ạ? Thật ra là từ cái lúc còn bé, mình đã ảnh hưởng từ những cái lời ru của bà, của mẹ. Thì đấy, thì từ lúc đó thì mình đã rất là yêu những cái ca khúc về mẹ. Đấy, những cái ca khúc về mẹ luôn luôn là để lại cho mình những cái sự xúc động. Mỗi lần mà hát lên thì mình rất là xúc động. Thì từ đó là mình có một cái ca khúc, có ra mắt một cái ca khúc, đó là bài Quê Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Đấy, là một cái bài đấy là khán giả cũng nhớ đến rất là nhiều. Đấy, sau khi đấy thì mình có làm bài Tấm Áo Chiến Sĩ, Mẹ Vá Năm Xưa. Đây là cũng là một cái ca khúc trữ tình cách mạng, cũng rất là gần gũi với người nghe. Thì cũng được khán giả ủng hộ rất nhiều cái bài đấy. Mẹ mình thì rất là tình cảm đấy, rất là quan tâm, yêu quý con, rất là thương con ấy. Đấy. Mẹ thương, mình hay tâm sự với mẹ nhiều hơn, tâm sự với mẹ nhiều hơn bố. Bố là người luôn là định hướng cho mình những cái con đường mình nên theo đuổi. Còn mẹ thì là luôn luôn hỗ trợ về những cái vấn đề về sau đấy. Về tâm lý. Về tâm lý cũng như là tình cảm đấy. Về mặt cảm xúc. Khi mà mình đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng này, và với âm nhạc thì là những cái bài ca khúc về mẹ thì nó là những cái nhạc nhẹ, nhạc trữ tình hay đôi khi là nhạc dân gian. Thì nó lại thành công, có vẻ là thành công hơn so với cái dòng nhạc thính phòng mình đang theo đuổi. Có khi nào mình lại suy nghĩ đến việc là mình thay đổi dòng nhạc của mình không ạ? Cái dòng nhạc thính phòng ấy thì nó luôn là nền tảng. Ngoài cái việc đó thì mình có thể là mình muốn thay đổi mình thì mình luôn muốn sáng tạo, luôn luôn muốn thay đổi mình hơn nhiều hơn nữa trong âm nhạc. Đấy, để bây giờ thì khán giả cũng thị hiếu của khán giả thì cũng là thật ra thì cũng rất là khắt khe chứ không có dễ. Đấy. Thì mình nghĩ là mình nên thay đổi để phù hợp với những cái hoặc là có những cái chương trình mình biểu diễn thì mình người ta muốn mình hát những cái dòng nhạc ví dụ như những cái bài dân gian chẳng hạn thì mình cũng nên là thử sức mình mà mình cảm thấy là mình cũng rất là phù hợp nên mình nên khám phá những cái dòng nhạc đó. Có những cái ca khúc thính phòng vẫn hát theo hơi hướng thính phòng dân gian đấy, thính phòng nhưng mà nó vẫn là thính phòng dân gian đấy. Đấy thì mình sẽ hát theo cái hơi hướng đấy, vẫn giữ nguyên được cái màu của thính phòng nhưng mà lại vẫn pha một chút chất liệu của dân gian vào. Thì mình nghĩ là sẽ làm mới những cái khúc hơn, cũng sẽ là một cái thể nghiệm mới. Khi mình thể nghiệm đấy thì mình có những cái trải nghiệm cũng như là mình có những cái vấn đề gì mà mình phải khám phá cũng như là mình phải gọi là tìm hiểu và mình khai phá nó. Đấy, thì là những cái dòng thính phòng ấy, cái cách hát nó sẽ khác. Và dòng nhạc dân gian thì cách hát nó sẽ khác. Thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ khám phá cái bài hát đó, mình sẽ nghiên cứu cái bài hát đó xem là chỗ này nên như thế nào, nên là bỏ nhỏ, nên là như thế nào, nên xử lý như thế nào để hài hòa giữa hai cái dòng nhạc trộn pha trộn vào với nhau.
đấy thì nó cho người nghe dễ nghe hơn, và cũng như là cái bản phối nó sẽ sinh động hơn, nó sẽ phù hợp hơn với giọng hát của mình. Công việc hiện tại thì vừa là giảng viên vừa là nghệ sĩ, thế thì mình phải sắp xếp thời gian như thế nào cho niềm đam mê của mình cũng như là cho cái công việc của mình ạ? Thường thì là mình buổi sáng thì mình có sẽ lên lịch cụ thể đấy, thì trong tuần thì cũng hầu như là kín lịch. Nên buổi sáng thì có thể là lên trường, giờ dạy ở bên trường cho các sinh viên. Chiều thì có thể là thu âm những cái ca khúc mới. Còn buổi tối thì có thể đi diễn đấy, thì sẽ liên tục trong hết cả tuần đấy, như vậy. Và khi mà mình là giảng viên về âm nhạc thì cái việc mà mình đi diễn nó cũng rất là quan trọng, vì nếu như mà mình không có những cái buổi thực chiến, những cái buổi mà biểu diễn như thế thì mình không có kinh nghiệm để mình truyền lại cho các bạn học sinh, đúng không ạ? Đúng rồi, cái này thì mình phải đi diễn rất nhiều đấy, đi diễn để xong rồi mình có mang những cái kiến thức đó, có thể là mình sẽ cho những cái học sinh của mình đi diễn cùng với mình đấy, để cho các em ấy thực hành luôn đấy, thực hành biểu diễn sân khấu luôn, để đó có những cái show diễn mình có thể là mời những cái em học sinh mà có thể là hát khá thì mình cho đi diễn cùng với mình đấy, mình nên như vậy thì để cho các em ấy học hỏi nhiều hơn đấy. Cái trách nhiệm của người giảng viên, người giáo viên thì nó lại cao hơn, và nó lại có thêm những cái trách nhiệm, có những nghĩa vụ để mà đưa các bạn học sinh đến gần hơn với những cái sân khấu, làm quen với các sân khấu và thích nghi được với các sân khấu nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ các bạn trẻ rất là năng động đấy, các bạn ấy rất là các bạn Gen Z ấy, thì các bạn ấy rất là năng động, có những bạn ấy rất là cá tính đấy, thì mình cũng làm sao để hài hòa các bạn đấy, cho nó mình sẽ hướng dẫn các bạn ấy nhiều hơn đấy. Định hình phong cách cho các bạn ấy nhiều hơn, để các bạn ấy ra ngoài được, các bạn ấy sẽ tự tin hơn và tỏa sáng hơn đấy. Bên cạnh việc là gọi là giúp cho các bạn đến gần với sân khấu cũng như đưa các bạn đi diễn, thì bản thân mình cũng phải cập nhật rất là nhiều phong cách, xu hướng và thông tin về âm nhạc, để mà bản thân mình cũng phải là người thay đổi, bản thân mình cũng phải là người thích nghi thì mình mới có thể truyền chia sẻ được, đúng không ạ? Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian thích nghi, có khoảng thời gian nào mà khiến cho mình cảm thấy rất là hoang mang vì dòng nhạc của mình này, rồi phong cách âm nhạc của mình này nó khác so với thị trường hiện tại bây giờ? Trong cái khoảng thời gian mà mình dạy ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái trường đấy thì là nó đào tạo chuyên về thanh nhạc, nhạc nhẹ thì đấy. Nhưng mà thật ra thì mình cũng vẫn cứ phải nỗ lực, mình vẫn phải nghiên cứu nhiều hơn. Rồi các bạn ấy hát nhạc nhẹ thì mình lại phải tìm tòi nhiều hơn. Mà thính phòng thì vẫn là nền tảng. Tất cả đều phải hát dòng nhạc gì thì mình cũng vẫn là thính phòng, vẫn là nền tảng. Nhưng sử dụng kỹ thuật của đúng rồi, âm nhạc là thính đúng phòng. Rồi, mình vẫn là cái nền tảng. Xong khi đó thì mình mới phát triển ở các cái dòng nhạc khác đấy. Đặc biệt như dòng nhạc nhẹ thì nó cần cái sự tươi mới hơn, năng động hơn, thì mình lại phải cập nhật xu hướng nhiều hơn. Các bạn trẻ bây giờ các bạn cũng thừa nhận là các bạn ấy cũng giỏi, các bạn nghiên cứu rất nhiều đấy, trong cái cách hát cũng như trong cái cách biểu diễn. Và bản thân anh có khi nào gặp áp lực về cái chuyện mà âm nhạc cũng như là xu hướng nó thay đổi rất là nhiều không? Thật ra cũng có một chút áp lực thôi, nhưng mà mình luôn luôn là người muốn tìm tòi, muốn trau dồi các cái kiến thức, nên mình những cái áp lực đó thì sẽ qua hết khi mà mình phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn.
bài ca, người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng, đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu. Được mùa thóc lúa chớ phù ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay anh dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu. Đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Hơn 20 năm về âm nhạc thì nó cũng có rất là nhiều những cái thay đổi, có rất là nhiều những biến cố, rất là nhiều có những cái sự phát triển, nhưng mình vẫn phải làm quen và mình phải thích nghi với từng môi trường khác nhau, đúng không ạ? Và giống như là việc mà mình chỉ hoạt động ở khu vực địa phương mình thôi thì mình không cần phải quá, không phải là cố gắng quá nhiều, nhưng đến với một vùng đất mới mình phải làm quen, mình phải thích nghi và mình phải cố gắng nhiều hơn, gấp nhiều lần hơn. Đấy. Thì với trong tương lai cũng như là trong cái, những dự định trong thời gian sắp tới thì anh sẽ có những cái ấp ủ gì với âm nhạc của mình, những cái sản phẩm riêng của mình? Trong tương lai thì mình vẫn là theo đuổi cái dòng nhạc thính phòng. Mình vẫn theo đuổi những cái mà mình vẫn nghiên cứu thành những cái hát, cách hát bán cổ điển. Đó, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, trong những cái bản phối của mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, nó đỡ bị nhàm chán đấy. Và sau khi đó thì mình cũng có thể là làm MV những ca khúc về dân gian, trữ tình.
có bao giờ mình nghĩ đến những cái album riêng, những cái sản phẩm âm nhạc riêng của mình hay là những cái live show riêng của mình không ạ? Cái đấy thì mình cũng rất là trăn trở đấy. Những cái album hiện tại thì mình cũng vẫn chưa có album riêng, mà mình chỉ làm những cái MV riêng đấy. Cũng chưa, đó là mình sẽ trong thời gian tới thì chắc có thể là sẽ tìm người nhạc sĩ để nó sẽ sáng tác nó phù hợp với mình để làm một cái album riêng đấy. Và mình định hình cũng như là khẳng định với khán giả về phong cách âm nhạc cũng như là màu sắc âm nhạc của mình như thế nào? Mình vẫn theo đuổi dòng nhạc thính phòng đấy. Sau khi đó thì mình có thể là những cái bài hát về dân gian mang âm hưởng dân gian thính phòng đấy, nó pha trộn vào thì nó sẽ làm mới hơn những cái ca khúc đấy. Và hy vọng rằng là thời gian tới thì anh Cường sẽ tìm ra được cho mình thêm những cái màu sắc mới trong âm nhạc, cũng như tiếp tục kiên trì theo đuổi với âm nhạc thính phòng của mình. Rất là cảm ơn anh Cường ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Lời Tự Sự và chia sẻ về cái hành trình, cái câu chuyện của mình. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những cái lời tâm sự của Mạnh Cường trong chương trình Lời Tự Sự. Cuộc trò chuyện cùng với ca sĩ, giảng viên Lê Mạnh Cường đã khép lại chương trình Lời Tự Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Xin chào.